Rồi, em xin chào nhà nha. Hôm nay em lên thêm luôn mới cho nhà chọn ha. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản ở bên em bao ship ha. Và đầu tiên nha, một con thương hiệu của Italy nè. Savato Mara nha, con này độc lạ ha. Con này thì được cái là chạy ngược nha, đó, chạy ngược nè. Anh em nào sưu tầm đồng hồ chạy ngược chốt này ha. Mặt thiết kế cũng độc. Chạy tia nè. Mặt như kiểu nè, chạy tia sọc như bông hoa, nhìn như bông hoa. Kính của này kính lồi nha, kính lồi, kính dày cui, kính không sức mẻ nha, có vết xíu đây nha, có báo nè, nó nhìn nè, nếu mà nhìn kỹ mới thấy nha, nếu mà em không chỉ nha cũng không thấy đâu, nhưng mà hàng xì phải báo nha. Con này mới lắm, bên hông đây, mặt sau nha, Savato Mara Italy nha, đáy sấy nha. Này dây từ Nhật về vậy luôn nha, dây từ Nhật về, dây còn đeo chán luôn á, kiểu nó hơi hở mép ở đây, không không thành vấn đề nha, còn đeo chán nha. Dây khóa bên đây cũng như nha, dây da xịn luôn, khóa này này trông như nhung vậy đó, này có mai chỉ nha, ví dụ mà anh em về đeo bữa hai mà có kiểu hở keo nào dán keo lại nha, chứ dây cũng không có đứt gì nha, không đứt không gãy đâu, còn đeo chán luôn. Dù hàng trưng bày để lâu thì hơi bung keo mình dán lại ha. Chứ giờ đang nguyên si nha, nên em sẽ không có, dù đang nguyên si thì em cũng đâu có lột ra để dán keo lại chi nha, tự nó còn nguyên si của nó mà. Còn rất là dẻo luôn, về chỉ lên tay thôi, lên tay quẩy chạy ngược thôi nha. Này là đang là 3 giờ 30 38 phút nha, 3 giờ 38 phút. Thì cái nhà coi chưa quen á nè, coi cái đồng hồ nè, 3 giờ 38. Thì mình coi chưa quen mà đeo bữa hai là mình sẽ quen thôi đó. Dù 4 giờ thì qua đây ha, thì nó kiểu chạy ngược lại thôi, chạy ngược lại như cái đồng hồ thường thôi, nhưng mà đặc biệt thường mấy dòng đồng hồ chạy ngược nha, size nhỏ lắm, chừng 36 37 nha, riêng con này size rất to luôn, mà hàng thương hiệu của Italy nữa ha. Rồi, con này để em đo size cho, size ngang 38.5, size rất to luôn ha, 38.6 gần 39, chịu đứng luôn là 45.8, mỏng 11.9 ha. Rồi con này em bán 950 nha, 950k mã 022 ha. Thương hiệu của Ý, Italy nè, chạy ngược nha, máy Nhật nha. Mặt thiết kế độc. Rồi ai kết mẫu độc lạ chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Lâu lâu mới có nha, kiếm chiếc thứ hai cũng hơi mệt đó. Rồi sẵn thì một con Zippo, con này wood Zippo. Này 6 kim nha, chứ không phải 3 kim, 6 kim full hết. Với lại thiết kế mấy nấm trên đây rất độc. Bấm 6 kim chrono wrap. Bấm vô để thao nha. Con này đồng hồ thương hiệu Zippo ha, máy Nhật. Mặt ngoài USA nè. Zippo mặt sau đây. Thông số đủ nha. Này đời 01 gì nha. Rồi anh em nào kiểu thích sưu tầm quýt á, trưng bày hoặc là treo cũng độc. Zippo ha, anh em nào xài Zippo chưa có combo quýt chốt này đúng luôn. Độ mới còn ok, bấm ngừng reset. Full chức năng nha, đang chạy ok. Em test cái có dạ quang. Chắc này có dạ quang nha. Có dạ quang chấm bi thôi. Chạy 6 kim ha, ba cái kim này thể thao hết nha. Kiểu bấm thể thao chrono wrap á. Rồi, con này xe ngang của nó luôn là 48.6, mỏng 13.7 ha. Zippo USA Mỹ ha. Rồi con này em bán 750 nha, 750k mã 04 ha, cho con quýt Zippo. Này thử anh em mua sưu tầm nhiều. Rồi, em lên chỗ nhà đây, sẵn này luôn. Con này quýt quýt có hộp nha. Hộp nhung luôn á. Con này mua về làm quà tặng người thân cũng được, ý nghĩa. Này treo móc khóa này, ha. Nè. Hoặc là móc vô ví hoặc là mấy cái túi xách này đó cũng hay lắm. Cái này kiểu men nha. Đó, cái này ghi men này full vàng luôn, nước vàng đẹp lắm này. Này dạng cái gương ha. Sau cái gương, sau gương được luôn. Rồi, một con quýt máy Nhật nha. Có hộp còn hộp. Con này xe ngang của nó 28 nha. Nếu mà đo cái 29 mấy kiểu đo thẳng luôn á. Cái này hình như là kêu là 24 6 kêu là lục giác gì. Kiểu ghê, cái dáng của nó lục lục giác nha. Mới tin nè, này về làm quà tặng cũng được. Rồi cái quýt này em bán với nhà 300 thôi. 300k mã 026 ha. Cái hộp rất là sự luôn.
Rồi em lên chỗ nhà, một con này rất độc lạ nha. Con này kiểu 3D sao đó, dọc ngang. Máy Nhật nha, thương hiệu Nubus này, thương hiệu nội địa Nhật sao, đáy sấy luôn. Con này chắc lắm, siêu sao chưa bóc. Anh em là thích kiểu to ha, to chốt này. Thông số đủ nha. Bản thép ha. Đáy sấy đầm tay lắm. Này là kiểu cao su mịn nha, cao su non đó nè. Này kiểu bản thể thao với cái khóa chà bá luôn. Đã, con này thì cái kính zin không sức mẻ nha, nhưng vẫn báo có vết lông mèo xíu đây nè, vết xước nhẹ xíu đây nha, có báo. Nhưng mà nhìn kỹ mới thấy, nhìn thẳng vô nè, cũng bình thường nha. Lịch gốc 3 giờ ha, em test như kim có dao quang thôi. Con này dáng cũng lạ lắm, anh em là thích kiểu đeo nổi nổi á. Thể thao nổi chốt này, bên hông cũng còn phai xước. Để về mình bulia đánh bát nhẹ là ra, cái này kiểu nó ma sát nhẹ nhẹ thôi, bên hông còn đẹp. Rồi con này xe ngang của nó luôn là 45.7 mỏng, 16.4 ha, càng nữa nha, 54. Con này thì lên tay thử coi. Con này anh em tay 10 16 đô lên đi nha, nó 10 tự nó càng cấp nha, tay 16 đô lên đeo cũng được, được vừa rồi. Có nhiều anh em tay nhỏ thích đeo to nó chốt cái này đúng, nó kiểu quản thể thao á, đeo nổi nữa đó. Rồi con này kiểu lạ lạ 650 thôi, 650k mã 09 nha. 650 mã 09 ha. Rồi em lên tiếp cho nhà cơ nha. Đây, mới về con cơ Long Sin nè. Cơ cốt Long Sin cơ cổ nha. Đó, cơ cổ nè, Long Sin. Đang chạy ok luôn á, để em cho nhà xe máy trước đi. Tưởng này em để ngoài để cho nhà xe máy thôi. Máy chuẩn luôn, khóa cái núm nè, em bán như bán cái núm nha. Nếu mà cả nhà cần cái con Long Vin mà bị mắc cái núm, núm của cốt nữ cốt nam cũng giống nhau nha, vặn vừa giống nhau nè, núm Vin nó mới giật, Long Vin dập hiệu cái núm đủ tiền nha, cái máy Long Vin cực cốt nữ đang chạy chuẩn luôn á, đây vậy nè, nó dòng cổ xưa mà nó phải gài vô vậy thôi, máy chuẩn ha, là một con Long Vin nha, có gì để em gắn vô sau, đây vậy nè. Dây khóa zin hết luôn nha, đang chạy rất chuẩn luôn á, dây khóa zin của nó luôn, lông zin dập hiệu nè, nhìn chắc không? Mấy chị nào thích để kiểu đeo cổ, sưu tầm cổ hoặc mấy anh sưu tầm cũng được ha, nó full zin luôn. Rồi một con lông zin cơ cốt nữ, cái khóa zin, y cái nấm chứ, cái nấm zin dập hiệu luôn. Xe ngang của nó là 17.8 như 18 này. Rồi con này em bán 350 thôi, 350k mã 02 ha. Như bán cái núm nha, cái núm như cái nhà mua, nếu mà đúng thật sự cần mua là 300 ngàn chưa chắc nha, từ núm Long Vin rất hiếm luôn á. Rồi thì sẵn cơ nha, em lên cho nhà combo hai con này. Con này thì đang chạy bình thường nè, đúng là đang chạy nhưng mà nhanh, chạy nhanh ha, của Senco. Cơ con này chưa chạy, để cho nhà xem máy con này trước đi. Này thì full zin hết à, full zin hết. Có nhiều anh em thích cơ nữ nè, mua về mình lau dầu đây, con này thì lau dầu đây thôi. Anh em kiểu thích em yêu khoa học á, nghiên cứu nữa đó. Đấy, nâng cao tay nghề nó chốt máy này thì giá rẻ như tiền bỏ tiền mình học thêm vậy thôi. À, máy này đang chạy máy là máy gì nha, 2206A gì đó. Đang chạy luôn nhưng mà chạy nhanh ha, không có báo ha, lịch liếc gì ok hết à. Về cái này chỉ lau dầu thôi. Rồi một con ha, con Senco nha, dây khóa zin dập hiệu nè. Rồi xe ngang của nó luôn là 24 mỏng 11 ly một con nha. Con này thì test note. Nha, nhưng mà chưa chạy. Nói chung nè, nó kiểu muốn khô, nó là con này khô dầu nha. Máy còn nguyên si hết à, cho nhà xem máy nè. Về chỉ lau dầu thôi, anh em bỏ công lau dầu nè. Test note nha. Cái búa nè. Máy 5 tầng của nó hết á. Máy còn đẹp á. Rồi một con thụy sĩ với một con senko nhật ha, máy cơ automatic có trợ có tay nha, hai con đó. Dây khóa nè, này như mua bộ dây thôi nha, nếu mà một con cơ test note nữ mà đang càng bộ dây những cái khóa nè xịn không. Nói chung mình mua linh kiện cũng bằng giá này nha. Xe ngang của nó luôn là 23 mỏng 9 đi rưỡi. Rồi cặp này em bán với nhà giá là 300 nha, 300k lên cho em mã cơ ha, cơ 2 nè, 300k mã cơ 2 cặp.
Về anh em nghiên cứu ha. Rồi thì sẵn thì còn con này thì đang chạy rất ok luôn. Cơ test nó automatic có trợ có tay luôn. Thì giống y hệt con đó vậy, giống với con sát y hệt luôn nè, dây khóa nè. Dây hiện tại này dây 16 vừa, 16 được, tay 16 cho mấy chị nữ được. Coi cái máy đây. Đây, cái máy nè. Đó, máy thì sáng hơn. Máy đang chạy mà, đó, bóng lưỡng luôn. Đó. Về với mấy chị nữ đeo thôi, chỉ được việc lên tay thôi. Mấy chị nào đeo đúng hàng kiểu cơ chính hãng của Technot thì sỉ chốt máy này đúng. Có đợt có tay ha, lịch nhanh 9-12 ha, lịch 24 giờ nha, lịch sale qua 24 giờ ha. Độ mới nè. Nói chung cũng còn ok nha, kiểu kính giác cạnh về bully nhẹ đẹp. Rồi, con này bán 500 mã V56 ha, 500k V56. Xe ngang của nó luôn 23 mỏng. Ở 10 ly 500k nha, giờ chỉ lên tay thôi. Mặt của nó hơi xám. Có dạ quang á, có dầu quang chấm bi mặt xám này, chủ yếu cho mấy chị nữ thôi. Rồi ai kết chụp hình những tin lô cho em, đó là cơ. Rồi em lên chỗ nhà một con này đi, con thương hiệu Rora gì của nội địa Nhật. Con này mặt dạ quang nha, con này anh em mua sâu rồng. Con này bản full thép đúc ha, mặt dạ quang sáng luôn, giữ lâu luôn nha. Lịch gốc 3 giờ ha, cọc số học trò, dây khóa bản thép thép đúc ha. Ừ. Con này anh em kiểu thích dạ quang full mặt chốt cái này, bản thép đúc đầm tay lắm, mặt sau đáy sấy luôn. Con này lắp ráp sản xuất trong nước Nhật, mắc in Taiwan nó gì nữa, mắc in Taiwan, nó chuẩn nội địa luôn. Là con này thì dây dây con này 18 nha, 18 đeo thoải mái, 17 dư hai ngón lên tay 17. Kính zin đẹp không sức mẻ nha, dẫn bá quất lông mèo nha, kính này đẹp. Mấy con này về chỉ lên tay thôi, chủ yếu là sưu tầm cái mặt dạ quang thôi, càng vô tối càng sáng này, kiểu đi ngoài sáng ngoài nắng vô trong nhà cái là nó sáng rực. Rồi con này thì em bán 550 thôi, mã 011, 550k mã 011 ha, mặt dạ quang. Rồi em lên tiếp cho nhau một con đây, mặt rằn ri nha, mặt rằn ri quân đội đó. Anh em nào thích kiểu quân đội chốt này. À, lịch gốc 3 giờ luôn, niền xay rất là nhẹ luôn nha, niền xay nè. Thì cái niền nha, niền nó kiểu có lông mèo xíu, không đáng kể đâu, hàng si nằm trong lô nha, dây khóa bản thép bên hông này. Anh em nào kiểu hạp với mấy cái màu quân đội này, chốt này, hoặc là anh em mua sưu tầm khóa zin nó dập hiệu ha, bản thép đúc nha. Mặt sau đây, đó. Con này bản limited, tức là limited nha, tức là bản đặc biệt á, nó là nó có 200 chiếc thôi nè, nó ghi là 200 nè. Con này chiếc thứ 129 ha, trên 200 con đó, thông số đủ nè, 100 mét gì nè. Con này kiểu bản kỷ niệm gì ha. Rồi con này dây của nó nha, dây con này 10 17 nè, tay 17, hiện tại đeo thoải mái này, đeo vừa luôn á, vừa khít luôn. Nhưng mà mắt dây này thì thông dụng lắm, anh em nào tay 18 á, ví dụ tay to 18 á, mình có thể ra hiệu có mắt dây nè, mắt dây này thông dụng nha, rất là nhiều chứ không có khó đâu, dây đơn giản lắm. Lên tay đã không, anh em nào kiểu hạp với mặt xanh này, xanh quân đội, lịch gốc 3 giờ hay chạy máy Nhật cả nha, đang chạy rất ok luôn, khóa rồi an toàn hết. Là con này xe ngang của nó ha, 39 nha, xe thằng tài luôn, nếu mà đổ rìa phải hơn rồi, rìa tới 41.6 chịu đứng rồi, 47.6 mỏng, 11.6 kính zin nha, không sức mẻ nha, kính còn đẹp luôn, dạng bá quất lông mèo thôi nha, hàng si mà độ mới bản thép mấy Nhật là ok rồi. Rồi này 750 thôi, 750k mà 015 nha, 750k 015 ha, giá cho anh em sao rầm. Anh em chưa có màu mặt nè, chốt này lâu lâu mới có bản. Rồi một con Swatch Swift, con này bản thì sỉ nè, lộ máy trước nha, thấy cái máy thì sỉ là đã lộ máy trước ha, ở trên lộ nửa máy, thiết kế rất độc. Con này bản dây cao su mịn, cao su dạng mềm á, dây khóa zin nó luôn, xì quát dập hiệu nè. Mặt sau đây lộ máy sau luôn. Anh em muốn xem máy nè, nó coi máy đang chạy ha, nắp mở ra thay pin nha, Swift Mat chạy máy V8, dây khóa mềm. À, con này nha, con này thì cái kính nè, kính rạng nha, kính có rạng chỗ này có báo nha, rạng đây xíu nè có báo ha, nên con này giá sẽ rẻ xíu ha, bên hông ở đây
Nói chung đeo bình thường không ảnh hưởng gì nha, nó siêu nhẹ luôn, đeo không ảnh hưởng. Con này size cũng to, để đo coi, này size tới 40 mỏng, 10 ly càng đấy, 45. À, con này thì con này em bán nhà 400 thôi, 400k thôi nha, chuyển khoản bao ship nha. Giá này như giá cho anh em sưu tầm con máy thì sỉ rồi. Nói chung anh em không có kiểu không quan trọng mấy này, này nó rạn thôi chứ cũng không có sao đó, nó không có thành vấn đề kiểu trong lô đó, nó rạn chứ không phải bẻ bể mẻ vậy ha. Còn lại tất cả đẹp nên giá gì là ổn định nha, cân nhắc rồi ha, 400 mã 08 nha, ai kết chụp hình tin Zalo cho em luôn. Rồi em lên tiếp cho nhà bản Adidas điện tử mà full vàng nha. Đó. Thì thay vì anh em đeo một con G-Shock nha, G-Shock thì anh em đeo đụng hàng nhiều rồi, mình đeo một con Adidas nè. Ừ. Dạng cũng là bản thương hiệu ha, lên tay rất chắc luôn, độc lạ. Thì nó là dáng vuông dáng tăng ha, bên hông ở đây, độ mới còn cao, nó full vàng hồng điện tử mặt sau đây. Mấy này anh em hỏi chuẩn hãng, mấy dòng Adidas này nó chuẩn nha, nó chuẩn hãng rồi, thông số đủ nha, bắt bốn ốc uy tín mà. Bản lụa dán vuông ha, con này lâu lâu mới có chứ không phải có hoài nha. Cái mẫu này nè, con này như bán đầu tiên luôn, Adidas mà dán vuông điện tử nè. Đó thì ở trên đây là chỉ giờ nè, này tháng ngày tháng giây, em bấm nút này coi, này là bấm chrono đó, bấm giờ thể thao nè, này quay lại giờ bình thường nè, này bấm đèn ở trên đây là đèn nha, cái nút này nè, nút này nút đèn ha. Đó, đèn led, đèn led màu xanh dương. Đó, đèn led ha, xanh dương, bấm này rồi. Này là chuyển qua 12 tiếng nè, 12 tiếng, 24 tiếng, 12 tiếng nè, tùy theo mình ha. Ừ. Rồi chức năng nó vậy thôi nha, chrono wrap với bấm coi giờ nữa thôi, như có báo thức làm sao này, về nghiên cứu đi, như có chỉnh báo thức sao đó, chrono wrap nha, bấm giờ thể thao ha, bấm này cái rồi xe ngang. Con này thì 36 chịu đứng luôn là 40,8 mỏng đó, 88 ngàn 9 ly, độ mới cao lắm nè, nha xem. Rồi anh em thích kiểu dụ vuông á, vuông lụa ha, lên tay chốt mấy này, thương hiệu Adidas thương hiệu nổi tiếng nha, bản điện tử ha. Là con này em bán nha, giá 850 nha, 850k mã 023 ha, 850 mã 023. Mấy này thấy vậy chứ lên tay sang lắm, lên đồ nữa, tự có thương hiệu Adidas á, mang giày dép cặp táp áo nè, lên đúng catalog luôn. Rồi một con Casio, con này bản thể thao nha, con này thì niền xây được gì nè, không niền không xây được nha, cọc số học trò. Con này kiểu mua cho mấy bé đeo đi học, là hoặc là mấy anh này có dạ quang, hoặc là mấy anh đeo kiểu thể thao nào đó. Cái này cái vỏ nó màu tím nha, xanh tím á, xanh xanh mực á, dây thì bản dây cao su nè, dây khóa nè. Ừ, mặt sau đây Casio nha, mã đó là em MRW 200H ha, dây khóa nè, này dính gì này kiểu xước nhẹ nhẹ không, cái dính keo thôi, lau lau ra nha, nó nằm trong không sao ha. Lên tay nè, này mua cho mấy bé cấp 1, cấp 2 đeo bình thường, đeo đi học siêu nhẹ luôn, là mấy anh đeo chống thấm mồ hôi gì nữa. Chốt mấy này đúng dòng Casio ha, chạy 3 kim 2 lịch nha, xe ngang của nó là 42,5 mỏng, 11 ly ui. Đứng luôn là 46,9. Đây con này em bán 350 mà 024. 350k 024 ha. Ai kết chụp hình những tin Zalo cho em. Rồi em lên cho nhà một con đây, Elgin. Con này thương hiệu USA Mỹ nè. USA Mỹ. Con này chạy 6 kim nha, 6 kim một cốt. Thì thường 6 kim một cốt sẽ là lịch thứ nè, lịch ngày nè, 24 giờ có đầy đủ lịch ha. Dây bản dây xuyên cá. Con này mỏng á, có hai cái bảo vệ dây khóa nguyên zin luôn, USA Elgin ha, bản full thép đó nha, đáy sấy nha, chống nước 200 m, là tắm rửa đi mưa bơi cũng được, núm cổ chai nè, núm cổ chai vặn chỉnh giờ vặn cứng lại ha. Có nhiều anh em á, cái núm này cứng quá không vặn được nha, thì mình cứ lấy cái kìm nhẹ nha, mình vặn nhẹ thôi, vặn nhẹ là ra thôi chứ không có gì khó ha, kiểu mình vặn cứng đi cho chống nước thôi, kính còn đẹp không sứt mẻ, dẫn bó quất lông mèo bên hông đẹp. Bản thép đầm tay này anh em cho tay vừa tay nhỏ thôi, xe ngang nó 36,4 nè,
Đo cái rè luôn 38. Chiều đứng luôn 41 mỏng. 86 nha. Con này thì dây còn dài. Dây này chắc 19 lên tay 7. Cọc số có dạ quang test chưa? Mấy dòng này thì kiểu thuộc thợ lặn này, 200 m mà có dạ quang hết rồi. Nó có dạ quang nha. Rồi, một con Elgin ha, USA Mỹ nha, máy Nhật. Rồi 650 mà 06 nha. 650k mà 06 ha. À, đúng rồi, đồng có đá là máy này nha. Rồi em lên tiếp cho nhà một con Wired thương hiệu dòng Senko ha. Con này thì cái kính nó là màu hồng nha. Kính màu hồng hay là mặt hồng nha. Tự kính nó là kính giác cạnh nè, rất đẹp, kính dạng như giác cạnh như kim cương nha. Nó rất độc, cái màu rất độc ha. Anh em nào thích kiểu hạp với mấy màu nè, màu nổi nổi gì chốt cái này. Kiểu nó vừa đỏ mà vừa hồng mà nó vừa cam nữa nha, nè. Nó đủ màu hết nè. Rất là hay ha. Thì đồng hồ này 24 giờ chỉ ngày đêm nè, này thể thao bấm thể thao chạy nè. Bấm thể thao chạy nè. Này là kim rốn đồng hồ chính chứ, này kim thể thao kim lớn nè. Dây khóa bản thép. Cái này là tĩnh điện nha, phay xước nó còn nguyên si nè, bốn góc. Còn mới lắm. Con này mới tinh nè, dây khóa nè. Full đen ha, tĩnh điện. Mặt sau đây, thông số đủ nha. Con này thì dây còn dài. Dây này 18 ha, tay 18 đeo vừa nha, nè. 17 mới dư được hai ngón. 17.5 đeo thoải mái nha, nó khuyến cáo nha, tay 18 mà đeo vừa ôm luôn á. Lên tay 7 nha. Bấm ngừng thể thao, reset. Full chức năng đó nha. Rồi anh em nào kiểu hạp với mấy màu nè, chốt mấy này. Con này đẹp lắm. Với lạ nữa, đeo khó đụng hàng mấy này. Rồi xe ngang của nó đo cái rìa luôn 43.5, nếu mà đo thẳng nha. Con này thẳng chuẩn nó 42 á, con này chuẩn nó 42 nha. Càng luôn là 49.5 mỏng. 12 ly 6. Kim có dạ quang, kim dạ quang sáng. Kim có dạ quang nha. Mặt này nhìn đã quá, lấp lánh luôn. Kính ha. Rồi con em bán 950 thôi, 950k mà 01, giá này giá sưu tầm cho con 6 kim như vậy. Rồi một con Daiso dáng vuông dáng tăng nè, nó cho anh em nào thích kiểu vuông tăng Daiso ha. Thì bản thép nha, dây thép đó nè. Dây thép còn phay xước. Này cái vỏ này kiểu vỏ nhựa trong nha, nhựa trong á. Nhưng mà ở trong cái khung là thép nha, ở trong cái khung đồng hồ là thép nha, còn này là bọc vỏ nhựa trong thôi. Còn tất cả trong là bằng thép. Mặt sau vẫn là hình anh thủ dân này, dây khóa nè, đai sò dập hiệu hết. Con này thì dây dây này 19 nha, tay 19 đeo thoải mái luôn nè. 17 mà dư được đâu gần ba ngón. Nói chung 19 đeo vừa vừa ôm khách luôn. Tự cái dòng to thì mình phải đeo ôm rồi cho nó kiểu mình xây cái tay cho đi theo ha. Như tay em lỏng nè, em đeo lỏng á, em lắc tới lắc lui, chạy tới chạy lui nó khó chịu lắm. Lên tay 7 nha. Đó, máy Nhật nha, kính zin đẹp, không sức mẻ đâu, kính đẹp dạng báo bắt lông mèo luôn. Lên tay nè, cái này dán vuông dán tăng nữa nha anh em, tay 16 đổ lên đi, 16 đổ lên được hết à. Tự nó dán vuông nó ôm xuống nè, ôm cái tay nè. Rồi một con Daiso ha, thương hiệu của Ý, máy Nhật, dán vuông nữa nha. Xe ngang 45.7 mỏng, 11 ly 7 ha. Cái này cái càng đo cái càng cấp nha, đo vậy luôn 56. Rồi con này em bán 850 thôi, nó giá bình dân đây 850k mã 07 ha. 850 mã 07. Giá cho anh em số rầm. Rồi, một con AL3 dòng Senko, con này mới lắm. Con này dành cho mấy chú đứng tuổi hoặc là mấy anh mà thích đeo kiểu sự đơn giản á, nó chốt máy này đúng luôn. Cái phay xước nó còn nguyên si mới, phay xước bốn góc. Chưa đến bóng C3 gì vậy. Mặt đen bao công ha, lịch dốc 3 giờ được hai ô cái lịch luôn. Dây khóa nè. Thì đồng hồ mà em quay nhà thấy còn mới nè. Lỗi sẽ báo lỗi, AL3 dòng Senko sao băng nè. Để sấy ha. Rồi con này xe ngang của nó nha, xe của nó là xe 37.5. Chịu đứng luôn là 42.5 mỏng. 8 ly. Dây dài. Dây còn 10, 17 năm đi. Nói chung 18 đeo ôm á, 17.5 là nhà đeo thoải mái á. Lên tay nè. Kính zin đẹp luôn nha, không sức mẻ đâu, dạng báo bắt lông mèo luôn. Kính con này còn đẹp á nè. Con này độ mới nó dạng 90 luôn nha, 90% luôn, hàng xây báo 90 này chứ thật sự nó mới hơn luôn nha. Rồi con này thì
500 nha, 500k mà 05 nha, 500k mà 05. Ai kết chụp hình những tin Zalo cho em. Rồi em lên tiếp cho nha, một con Win Quy. Con này dòng Citizen nha. Con này thì nó không có khác gì với con mà Reduno nè, rồi mấy con Citizen mà chỉnh ba cốt vậy nè. Không có khác gì á, nó là thuộc dòng Win Quy của Citizen luôn. Thì anh em mà thích dòng mà lịch vạn niên á, pin solar mà giá bình dân là nên chốt mấy này, trải nghiệm mấy này trước nè, giá rẻ bình dân ha. Win Quy nè, cái này giá con này như giá cục pin này, bên hông còn phay xước nè. Còn mới nha, con này mới lắm. Đờ mi vàng ha, cọc số học trò có dạ quang chấm bi nha. Lịch vạn niên ha, pin năng lượng. Đó, có dạ quang chấm bi thôi. Mặt sau đây. Đó. Thông số nó không có ghi đâu nha, không ghi lắp ráp đâu, mình cho nó lắp ráp ở Nhật luôn nha. Nó là cũng thuộc dạng dòng Citizen mà, nước sơn đẹp. Đó. Con này bản dây gút tay nào cũng được đó. Có nhiều anh em hỏi tay lớn tay nhỏ, tay cỡ này mà nè, giờ tới giờ lui vô thôi. Tay nào cũng được đó nha, tay to cỡ nào cũng được hết nha. Rồi con này xoay ngang nha, đo thẳng vậy đi. 39 nếu mà đo chuẩn nó đây nha, 38.5 ha. Chiều đứng luôn là 44.6 mỏng. 10.8. Kính zin đẹp, không sức mẻ dạng bóng vết lông mèo nha, kính còn đẹp á. Rồi con này em bán cho nhà giá là 450 thôi, 450k mã 020 ha. 450 mã 020. Con đó là siêu bền. Rồi một con này nha, điện tử. Điện tử của cái con này kêu Puma, con này con Puma, điện tử Puma ha. Đó. Thì nó vậy thôi, đang chỉ giờ nè, dây giữa nè. Này mấy giờ? Em coi 16 giờ hả? 16 giờ 3 phút nha, 16 giờ 3 phút. Này là bấm giờ thể thao nè. Này chỉnh gì nha, chỉnh này chỉnh giờ nè. Đi. Giờ anh em mình nghiên cứu này đèn nha, nút này nút đèn nè, nè có đèn LED nè. Coi giờ buổi tối nè đó, chuyển qua đây coi. Bấm nút này là coi ngày tháng nè, nay ngày 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 27 tháng 3 nè. Bấm này là coi gì báo thức cái gì đó. Rồi về anh em mình nghiên cứu ha, là chỉnh giờ ok rồi. 16 giờ 4 phút này. Rất độc ha. Thì kính này nha, kính này nè, ở trên đây không có sức mẻ gì đâu. Ở trên đây kiểu rạng mặt rạng trong á, rạng kiểu như nó nè, có dấu trong chứ không phải là bị trên mặt kính ha. Có báo nha, nè, nhìn nè, vẫn là đẹp bình thường á. Con này màu đỏ luôn, anh em hợp màu đỏ chốt này, Puma nè. Khóa zin của nó hết. Dây khóa nữa nha. Bản cao su ha, mặt sau đây. Còn anh em nào kiểu thích dòng thương hiệu Puma chốt này, mặt sau có hình Puma nè. Nó để chữ Puma bắt bốn ốc uy tín không? Đây lên tay thì con này là kiểu đeo nổi nổi nhé, anh em thích nổi nổi chốt này. Dòng thương hiệu Puma ha. Xe ngang của nó là 44.4 nè, mỏng. 11 đi 6 ha. Rồi con này em bán 450 thôi nha, 450k mã 025, con điện tử Puma ha. Chắc lắm. Này dạng hàng trưng bày còn mới. Rồi sẵn thì Adidas nha, em sell con Adidas điện tử cho nhà luôn. Con này đeo cũng dạng hàng thương hiệu thiết kế nè. Dây khóa zin của nó. Điện tử Adidas nè, khóa dập hiệu ha. Mặt trong nè. Dập hiệu Adidas hết. Chuẩn hãng nha, bây giờ mình chuẩn hãng đó nè. Rồi con này xe ngang của nó là đâu? 51 mỏng 14 đi 5. Cũng vậy nha. Coi giờ chrono rap nè. Thể thao báo thức này nó thôi. Bấm là giờ bình thường nè, time là giờ bình thường, time đó, quay là giờ bình thường. Đèn đó. Nó đèn đấy nha. Đèn LED luôn ha. Này tối mình coi giờ bấm lên, này dòng kiểu dòng thương hiệu rồi. Rồi con này thì em sale với nhà giá là 450 đi. 450k mã V19 nha. Cho nên em mua sưu tầm luôn. V19 ha. 450 mã V19. Em đâu sai nó lại cho anh em mới ta xem ha. 51.9 á. Rồi, ai kết chụp hình những tên Zalo cho em 450 V19. Nó giá sale quá nha. Rồi em lên cho nhầm con cà rốt. Cà rốt à, con này thương hiệu cà rốt là như thương hiệu Mỹ nha, máy Nhật. Nè, mặt của nó mặt xanh xanh đen trẻ tia nè. Con này hàng thương hiệu quá mỏng lắm, anh em nào kiểu văn phòng rồi nó thích đeo đơn giản mà dễ da hợp mặt xanh chốt này đúng. Khóa dập hiệu này.
mặt sau đây, dây zin nữa luôn nha, sau nè, thông số đủ ha, bản thép rất là mỏng luôn, dây khóa zin cross, con này lên tay này anh em, tay 17 nha em, đủ lại đeo đẹp như vậy, cỡ này 17 đeo đẹp rồi, độ mới cao lắm, xì còn đẹp. Rồi một con siêu mỏng á, Cross thương hiệu nổi tiếng mấy Nhật nha, xe ngang 39 mỏng 6 ly, rất là mỏng luôn, đứng luôn là 45, mỏng hơn mấy con DW nha. Thì anh em nào chưa có gành thương hiệu nữa cứ nè, chụp hình search Google nó, Cross là ra này ha, Cross thương hiệu nổi tiếng, bản dây da, dây vân da. Rồi con này thì con này em sale với nhà 850 luôn, 850k mã N51, 850 mã N51 nha, 850 thì giá ok nha, giá cân nhắc đi, cho con quá mới, thương hiệu nổi tiếng đi chứ. Rồi một con đây, con này kiểu anh em hạp phong thủy chốt này, con mặt đỏ ha, con này có dạ quang nè, niền xây dạ quang nè, rất độc luôn, niền xây rất nhẹ luôn nha, núm cổ chai nè, tắm rửa đi mưa bơi vẫn được ha, đáy sấy nè, một con thương hiệu Arezzo gì đó, máy Nhật cả nha, máy Nhật ha, bản thép máy Nhật, dây khóa nó. Trong này thì dây tay hiện tại 17 nha, vừa 17 á. Nó phá bớm nha. Này anh em 16 năm, khuyến cáo 16.5 đổ lại ha, tại cái 17 đeo ôm. Khóa zin nó luôn nè, khóa dập hiệu nữa ha. Con này chắc lắm, con này độ mới cao, với lại anh em nào hạp với phong thủy màu đỏ, mặt đỏ nè, nó độc. Kính zin đẹp ha, không sứt mẻ đâu, kính đẹp dạng bó quất lông mèo nha. Con này xe ngang của nó luôn là 36 đi. Chiều đứng luôn là đâu? Chiều đứng con này là 38 nha. Không, cái đo cái rìa chứ, đo rìa là 38, nhưng mà chuẩn nó 36 vậy, chuẩn 36 á. Anh em tay vừa thôi, 16.5 đổ lại đeo ok rồi nha. Càng của nó luôn là 42.8 mỏng, 86. Này chắc lắm. Núm cổ chai để sấy chống nước 200 m, độ mới. Chung tùy theo con nha, độ mới mua mấy con này giá so với độ mới cũng quá ok nha. Là con này thì bữa là bán 750 ha, sale ở nhà là 650k luôn. Mã D65 nha. Cho con dòng thợ lặn ha, mặt đỏ. 650 D65 đó, mặt đỏ thợ lặn máy Nhật, bản thép đúc toàn thân nha, độ mới cao. Rồi một con 11 lá cờ nha, 11 lá cờ ở trong có dạ quang, test cho đây, có dạ quang số trong mỗi lá cờ, có số có dạ quang ha, lịch lọc góc 6 giờ nha, từ lịch lọc ha, niền xây nè, nó núm cổ chai luôn, núm cổ chai đáy sấy luôn đó. Con này thương hiệu Rolex Paris Pháp luôn nha, Rolex Paris Pháp, kính sapphire luôn nha, kính sapphire luôn nha. Anh em mà thích kiểu đeo đồng hồ dạng lắc, tay vừa tay nhỏ chốt này, chìa khóa zin hết à, niền xây rất nhẹ luôn ha. Rồi con này xe ngang của nó luôn là 35.5, gần 36, mỏng 8 ly thôi, càng nó có 37 thôi đó. Rolex nè, Paris Pháp, kính sapphire nha, lịch lọc. Rồi bữa này bán 650 nha, sale cho nhà giá 550k đi. 550 nha. Mã V17 nha. 550 một con, một mình mua được con kiểu độc lạ nè, kiểu cọc số độc lạ nha. Núm cổ chai ha, đáy sấy dòng chống nước ha, 200 m nè. Kính sao phê luôn, nó đúng thuộc nội đồng có đá mà có 550 nha, quá chuẩn ha. Quá ổn, bình ổn giá luôn vậy. Rồi một con đây. Con này nha, con này Casio Lay A. Này kiểu anh em tay vừa tay nhỏ, bữa có anh trai hỏi kiếm con nào mà tay anh nhỏ chốt thích dòng hai máy, chốt cái này đúng pin năng lượng nha. Lay A Casio độ mới nè. Kính đẹp không sứt mẻ, vẫn báo có lông mèo nha, phay xước bốn góc còn. Đó, chạy thì cũng vậy thôi, đang giờ bình thường nè, mức mức pin nè, xem nhiều múi giờ thế giới nè, báo thức nè, giờ thể thao, hát sáo chỉnh kim, rà sóng radio nè, quay lại giờ bình thường. Đèn ở đèn âm ha. Đó. Kính 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 khoáng, kính đẹp luôn nha, kính zin của nó không sứt mẻ, dạng bó quất lông mèo luôn, em test dạ quang cho. Đây này dạ quang sáng đèn,
Tối mình cứ bấm đèn coi giờ, cọc số vàng. Nói chung con này chắc lắm, anh em mà mua hàng si mà thấy nó vậy là quá chắc rồi. Con này thì mã là LCW M200, lắp ráp nhà máy Thái Lan nha. Bắt đầu mới xuất về thị trường nội địa Nhật ha. Linh kiện, phụ kiện tất cả là của Nhật ha. Rồi xe ngang của nó là 37 nha, mỏng. Đó, 8 8 8 rưỡi. Đứng luôn là 40,9 ha. Cái xe ngang của nó đâu lận 37.4 á. 37.4 và 7.5 á. Rồi con này 600 nha, mã N84 nha, 600k mã N84 này đầm tay lắm. Anh em mua mấy này pin năng lượng ha, mua mấy này là đúng 700k e 600 chứ, 600k là vừa túi tiền nha. Quá hợp lệ. Rồi một con Swatch Swift, con này bản Thụy Sĩ. Con này mặt hồng cái gì, mặt hồng. Em nghĩ là này mặt hồng mấy anh nào thích mặt hồng phấn, thích là mặt màu này mình mua. Còn thôi mấy chị nữ cũng được, chị nữ có nhiều chị cá tính đeo những con đồng hồ size 37 nè, cọc số học trò ha, vô tối là to nè, sáng nhỏ liền. Nó đọc lịch gốc 3 giờ ha, kính zin không sức mẻ đâu, dẫn bấu có lông mèo nha, bản thép nè, khóa dập hiệu nè, máy Thụy Sĩ ha, bên hông ở đây đúng có viên viên đá trắng nè, viên đá trắng mặt sau nè. Chuẩn nha, mấy dòng này chuẩn Thụy Sĩ, không có hàng nhái đâu, nó đâu bán thương hiệu cho ai đâu, không có hàng nhái nha. Xe 37 á, chịu đứng luôn là 42.5 mỏng, 106. Thì cái dây của nó hiện tại là 17, tay 17 em đeo vừa y luôn nha. Nè, 17 đeo thoải mái luôn, đeo dạng vừa ngắm luôn. Rồi anh em tay 16.5 đeo thoải mái ha, lên tay nè. So với xe 37, mặt 37 là 16.5 đeo ok, 17 đô loại ha. Rồi con này em bán nhà giá 500 thôi, mã 03 nha. 500k mã 03 giá bình dân. Rồi một con Renault, con này pin solar năng lượng ha. Thì anh em mà hay hỏi Citizen á, Citizen mà giá rẻ rẻ nữa, đừng chốt mấy Citizen đó, chốt với con này nha. Đó, dây khóa mới tinh nè, phay xước nè. Thì nó vẫn là pin năng lượng lịch vạn niên thôi, nó vẫn là chạy máy H415 như con Citizen, không có khác gì. H415 nó thuộc dòng Citizen mà, dây khóa zin nó hết luôn. Dây con này 18 nha, 18 con này mới lắm. Anh em mà thích kiểu số học trò, lịch vạn niên số học trò nè, kính zin không sức mẻ, dẫn bấu bánh lông mèo ha. Con này xe chuẩn nó 38 nha, 38 đứng luôn là 43.5 mỏng 8 đi 9. Rồi 650 mã N89 nha, 650k mã N89 ha, cho con Renault dòng Citizen nha, độ mới ok. Anh em muốn trải nghiệm cách chỉnh giờ mấy dòng này báo em ha, em gửi video qua cho. Này con này chỉnh ok rồi, chạy rất là ok luôn. Rồi một con này nha, con này Thụy Sĩ cho mấy chị nữ nè, nó bản dạng lắc. Con này thì bản full thép này, này bán giá vậy thôi nha. Cái máy nó đẹp lắm, này chỉ mấy chị nào biết dùng á, dùng đồng hồ mà kiểu vintage chén xưa nữa chốt máy này. Nó là máy Thụy Sĩ V8 luôn, nó thương hiệu nổi tiếng Paris Pháp. Này kiểu cho mấy chị nữ ha, dây dài lắm, dây tới 10 17.5 18 luôn được. Cọc số La Mã, lịch gốc 6 giờ kêu lịch lọc đó nha. Rồi con này xe ngang của nó luôn là 30 mỏng. Ở 5 đi 7. Rồi con này em bán 380 mã V28 nha. Rồi con này em bán với nhà giá 350 đi, bán một cái giá này thôi nha. Còn thôi là vô combo ha. Con này em sẽ vô combo nha. 350 mã V28. V28 nha, máy Thụy Sĩ nha, ghi cho nhớ nè. Cho mấy chị nữ. Nước vàng xịn á, nước vàng đẹp lắm. Nước vàng gì cui vậy. Rồi một con Casio dòng Quaycopter dòng đời đầu nha. Con này nội địa nè, lắp ráp sản xuất bên nước Nhật nè. Đó, chuẩn sản xuất lắp ráp nước Nhật ha. Mã WVA 420Z. Cái mặt sau nhìn uy tín lắm. Nó kiểu thuộc dòng cổ cổ mà nó độ mới còn mới vậy nè. Dây khóa zin đó nè. Đó. Mặt kiểu mặt học mỡ gà ha, mặt mỡ gà bên hông ở đây thì cũng vậy nha. Mức pin nè, xem nhiều múi giờ thế giới nè, London, Paris, Pháp, rất nhiều múi giờ thế giới ha. Báo thức nè, một ngày con này thì sẽ chỉnh được 3 báo thức, một báo tiếng đúng tiếng chính cái. Này bấm giờ thể thao, hát xét chỉnh kim, quay lại giờ bình thường. Nó có đèn âm ha, đèn âm. Cọc số thì số thẳng, cọc số chấm bi, dạo quang chấm bi ha. Đó. Rồi anh em nào kiểu thích mặt mỡ gà chốt cái này. Mấy này kiểu thuộc nội đồng có đá nha. Dây thì 19 luôn, tay 19 cũng được, lên tay 7.
Ôm luôn ha. Rồi, con này thì xe ngang của nó là 42 mỏng 11 ly nha. Rồi con này em bán 400 nha, 400k mã V54 nha, 400k mã V54. Con điện tử hai máy, dòng nội địa chuẩn luôn. Rồi thì em lên nhiêu đó thôi nha. Bên em dẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản ở bên em bao ship ha. Rồi xin chào nhà nha.